Hình ảnh Đức Phật thì hoành tráng như vậy, nói theo cái từ trong nước là hoành tráng, hình ảnh Đức Phật cao rộng như vậy, rực rỡ như vậy, mình không thèm nhìn. Đi thờ một ông thầy chùa, một vị ni nào đó làm thầy, và vị đó nói làm sao mình làm vậy. Bên đây nè, bên châu Âu rồi nè, tôi có tiếp xúc với mấy người Phật tử mà tôi không biết, mình nhìn cái mặt của họ, mình biết mà mình thấy ốm luôn. Đi hành thiền, đi bỏ tiền đi Miến Điện, đi Thái Lan, để rồi đi về thờ một cái ông sư Việt Nam. Tôi không phải tôi chê người Việt Nam, nhưng mà tôi chỉ hỏi một câu, đó là tám tám trăm năm chục ngàn ông thầy trên cuộc đời này, mà mắc cái chứng gì mà ăn rồi mà cứ thờ một thầy rồi cứ về thắc mắc, không biết sao thầy nói gì mà con coi kinh không thấy khác. Tôi nói trời đất ơi, kinh điển mênh mông sao không chịu coi mà cứ lấy ông thầy làm mẫu là làm sao, nó lạ như vậy. Ok, bây giờ mà xong rồi đó, bây giờ mình học tiếp về kinh thứ hai là về kinh Mallika. Cái chuyện Mallika này nè, nó cũng có một chút chuyện để nói nha. Mallika, tôi không biết ở trong room này có ai mà có ai mà học tiếng Tàu không ta, trong room này có ai học tiếng Tàu không ta? Trong rung này đó, cái cô không duyên thì chứ, mình hỏi trong rung có ai không tiếng Tàu không thì hãy có, thì nói không có là phải mắc kiến gì mà mình nói mình chưa học tiếng Tàu không duyên. Ở đời có nhiều người vô duyên rồi, đó là không có tưởng tượng được, là bởi vì đâu có tiếng Tàu ấy. Tiếng Tàu bây giờ này, họ kêu có hoa lài đó, họ kêu là hoa mạc lợi hay là mạc lị, hả, mạc lị hay là mạc lợi, mạc lị hay là mạc lợi nha. Đó. Mà cái chữ mạc lị này nó từ tiếng Phạn là Malika, mà vì là trong tiếng Đạo nó có những cái chữ họ mượn từ trong kinh điển, từ trong kinh kinh Phật á, mà chính người đạo họ không biết. Cái mặt lỵ này này hay là mặt lợi nó giống như xá lợi Phất, hoặc là xá lỵ hay là xá lợi, đó là giống nhau. Thì có hoa lại trong tiếng Đạo là Malika, thì cái chữ Mali trong tên là mặt lỵ ha, mà chữ mặt lỵ này nó từ tiếng tiếng Sanskrit, mà cả tiếng Bali cũng vậy, là Malika, hoa lại là cái cô, cái gọi là thời Đức Phật, có cô này cũng con nhà nghèo, thì mỗi ngày vậy cổ mới đi xỏ hoa của bán. Thì có cái bữa đó cổ gặp Đức Phật, cổ hoan hỷ quá đi, cổ mới cúng dường bông hoa cho ngài, rồi cúng dường thức ăn cho ngài. Thì dĩ nhiên là đúng là những người không phải là Phật tử, và cũng có những người không có tin chuyện này, nhưng mà kệ nó, tôi cứ nói thôi. Tức là Đức Phật thì nhìn thấy cái cô này cũng cần có một ít phước báo thì cuộc đời cũng sẽ khá hơn, và cái cô này là người rất là thông minh, khi mà đời cũng khá hơn thì cô sẽ giúp ích cho chúng sanh rất là nhiều. Nghe thấy được chỗ đó, thấy cô này nè, cô là người đặc biệt, chỉ cần với sự hỗ trợ của ngài thì cô sẽ được hạnh phúc hơn, và cô được hạnh phúc thì sẽ nhiều người khác được hạnh phúc, vì có nhiều người trên đời sanh khác không có nhờ cậy được gì hết, nhưng mà có những người chỉ cần họ có thêm một chút may mắn, một chút điều kiện thôi, thì nhiều người khác sẽ được nhờ. Ở đời có hai hạng người như vậy nha, một là may mắn cho riêng mình, và có những người may mắn rồi thì nhiều người khác được hưởng, được ké nha. Nhìn nghe này, mình nhìn nghe này, thì ngày nay ngày là vị đệ nhất thị giả, mà ngày bén lắm, ngày bén lắm. Thì khi mình thấy Đức Phật thì nhìn mình trong lúc nào thì mỗi lúc ngài hiểu à, Đức Thế Tôn nhìn như vậy có ý gì. Thì ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngày nay ngài thấy Đức Phật vừa nhận cái thức ăn xong, mà ngài nhìn ngày nay ngài hiểu, ngày hôm lập tức ngài mới trải chỗ ngồi cho Đức Thế Tôn bên bên một cái gốc cây lề đường. Đức Thế Tôn ngồi xuống và cả thọ thực cho cái cô gái đó cũng nhìn thấy. Trời ơi,
cô nhìn thấy một cái vị mà coi như là chánh đẳng chánh giác, mà coi như là tướng hảo quang minh, mà tướng sanh từ phụ, mà thiên nhân chi đạo sư, mà ngồi bên đường mà ăn cái món ăn của mình, trời ơi, cô thấy nó đã đời không địa, cô sung sướng, cô hạnh phúc, cô mừng rỡ, cô hân hoan, mà coi như không biết chất chứa vào đâu cho hết. Đấy. Thì cũng chính ngay trong cái ngày đó, vua Ba Sê Na Ni nhìn thấy cô, cô thương quá, cưới về cung cho làm hoàng hậu nha, cho là hoàng hậu, và nàng có tên là hoàng hậu Mallika. Cái chuyện nó như vậy. Thì trong kinh nói đó, trong kinh nói đó thì vua rất là thương, rất là thương bà, vua rất là thương bà. Thì vua mới hỏi, con bữa nó vợ vợ chồng mà ngồi nói chuyện nhau, vợ chồng nói chuyện nhau thì quý vị thấy rồi, quý vị thấy rồi, quý vị thấy là hai chồng nói chuyện nhau hai câu đó. Cái chữ tự ngã này tôi đang nghĩ cái vị thì áp ta đây nè, thì áp ta đây tôi không biết vì sao mà hòa thượng lại cứ dịch là tự ngã. Cái áp ta đây là chính mình, à, là bản thân mỗi người. Là chính mình, là bản thân mỗi người. Mà cái mắt gì ấy mà giống như những tôi nghĩ giống như có ai đó mà giống như là cán bộ nằm dùng hay sao đó, mà họ cố ý họ họ họ, họ suối ngày dùng chữ này, hay là do lúc này ngài bị lãnh hay sao mắc cái chữ gì, cái chữ này cứ ngày cái dịch là cái tự ngã hoài, cái chữ này nghĩa là chính mình. Này mà nghe chỗ này nè, mà ngài Malika có ai mà thân thiết với hoàng hậu hơn là bản thân của hoàng hậu, mà mắc cái chứng gì mà dịch là tự ngã, tôi không hiểu. Vì cái chữ này nó rất là nguy hiểm, nó rất là dễ gây hiểu lầm, mà cứ xài chữ này lá luôn. Mà nếu mà đọc, mỗi lần đọc là tôi vừa bực mình mà tôi vừa, vừa vừa kinh sợ. Tôi kinh sợ một chỗ là một người mà mình quá kính phục là ngài Minh Châu mà ngài lại mắc cái lỗi này, thì điều đó có nghĩa rằng là những cái người khả kính khác họ cũng có những cái lỗi động trời khác mà mình không biết. Mà mình ăn rồi mình cứ mình nhắm mắt mình chạy theo người ta là chết chết rồi. Mà ai mà biết tiếng Anh nè, ai mà biết tiếng Thái nè, ai mà biết tiếng Bali nè, thì đi dò là có cái ngôn ngữ nào mà nó quái gở như vậy. Cái chỗ này ai cũng dịch là chính mình hết á, chính mình là bản thân mình. Vậy đó mà chỗ này đành lòng mà đi dịch thì chữ tự ngã mà không biết bao nhiêu lần, cứ là buồn buồn là cái tự ngã, buồn buồn là tự ngã. Vì lúc tôi nghi ngờ là ngài có một cái thư ký nào bên cạnh ngài đó là bên Thiên Chúa mà họ gài qua sao, có những cái chỗ rất là hay, thì ngài cố ý dịch cho nó mình phải xài từ Việt Nam là có những cho nó thú quát luôn á, lạ luôn như vậy, nó lạ luôn. Mà tôi lấy làm lạ, tôi lấy làm lạ là tiếc là tại sao mình không có dịp gặp, tôi có gặp mặt ngài, nhưng mà tôi dĩ nhiên mình cách ngài xa quá mình không dám, nhưng mà tôi nghĩ có dịp nào nếu mà ngài còn sống mình cũng vẫn thắc mắc hỏi ngài tại sao mà ngài nghĩ như thế nào mà ngài để quốc cái chuyện tự ngã vô ngay chỗ này. Tôi bó tay. Thì có ai thân như hoàng hậu hơn mà chính bản thân của hoàng hậu nó hay biết bao nhiêu không, hơn là tự ngã hoàng hậu kỳ lạ. Mà cái chuyện này nó gửi cho mình một điều, đó là kính ai thì kính, nhưng mà cục phân của người ta nó vẫn là đồ dơ nha. Đây là nhớ, thương ai thì thương, nhưng mà cái bãi nước bọt người ta nó cũng là đáng gớm, chứ đừng có mà dại khờ thêm một lần nữa nha. Nhắm mắt nhắm mũi thờ phụng những đối tượng, những học thuyết không ra gì, chỉ khổ đời mình thôi nha. Ok, à, nó nói như vậy thì được, mà nói như vậy là cái kẻ nào mà sửa cái này là tôi nghĩ chắc là dân nằm vùng, dân nằm mùng chúng mũi đánh Mỹ giật đồng hồ hay sao đó, để họ vô là họ phá cái tôn giáo, chứ không thể nào mà để cái chữ động trời này được. Mà tôi cũng nghi ngờ thượng tọa giác đẳng, chắc có lẽ là thượng tọa quá kính và thượng tọa cũng tìm cách gỡ gạt cũng có thể. Chứ còn nếu mà nói mà ai mà sửa mà la luôn. Ok, thì ở đây có một chuyện nguyên bài kinh, chỉ có một ý thôi, là mình không, trên đời này không có ai thương mình bằng chính mình, nhớ rồi đó. Trên đời này không ai thương mình nè bằng chính mình hết.
mẹ mình, cha mình, con mình, vợ mình thì cũng phải có lúc họ bỏ lơ mình. Và có một chuyện động trời mà quý vị bắt buộc phải đồng ý với tôi, đó là cái gọi là tình cảm ở đời nó là một cái trò chơi phải nói khốc liệt. Cha mẹ con cái gặp nhau đời này, còn đời sau thì sao? Thân người khó được. Cái chuyện mà gặp nhau trong thân người đó là hai con rùa mù mà tình cờ mà chung cho được cái lỗ gián để mà sanh làm người. Trong kinh dùng cái ví dụ thôi, à, trong kinh biết đây đây câu trong trong này có ai cũng biết cái ví dụ đó. Đức Phật nói làm người nó khó đến mức là giống như một trên biển có một miếng gián mà nó lủng một lỗ nhỏ xíu vậy đó. Rồi một cái miếng gián nó trôi qua trôi lại trên biển, rồi cứ 100 năm có một con rùa mù mà nó trồi đầu lên một lần, mà do một cái sự ngẫu nhiên nào đó mà con rùa đó mà nó chung được cái đầu vô cái lỗ đó đó, thì ngày đó là một sự mà phải nói là cực kỳ random nha. Thì ở đây cũng để một cái người mà mang được cái thân người nó hiếm vô cùng. Mà nếu nói như vậy thì có nghĩa là mình mà gặp được nhau đó mà làm bà con thân quyến nó là một cái sự hiếm hoi lắm, bởi vì mang thân người đã khó rồi mà, cho nên mà gặp được nhau về đó thì đời sau chắc gì gặp. Trời đất ơi, ở đây có ai giải thích giùm tôi đi. Cái chữ tự ngã đó là trước khi mà Đức Phật ra đời cho Atta đã chỉ cho cái tôi, chỉ cho cái ta của mỗi người đó. Ví dụ như bây giờ tôi nói sao cô ngu quá vậy, sao cô ngu vậy, sao cô hỏi câu này sao cô ngu quá vậy, thì khi mà tôi nói sao cô ngu quá vậy đó là tự nhiên cô thấy lửa đó là đúng không? À đúng thì ừ, khi tôi hỏi sao cô ngu quá vậy thì tự nhiên cái lửa của nó lên, thì cái lửa đó đó chính là tự ngã của cô đó, nghe hiểu không? Tôi không cần giải thích, tôi chỉ ví dụ thôi. Khi người ta nói mình nó là ngu quá vậy đó là tự nhiên mình thấy lửa đó lên, thì cái lửa đó chính là tự ngã nha, chính là cái tôi với mình đó. Hoặc là có người khen mình, trời ơi sao mà tôi chưa, tôi phải nhìn nhận là bà đẹp quá, không phấn son, cái mặt mộc á, mặt mộc mà được nghiệp tuyệt quá, mà tự nhiên mình nghe nó sướng cả người đó, đó là cái bản ngã đó nghe. Tôi phải nhìn nhận bà nhanh trí thiệt, đó là bản ngã đó nghe. Vậy tôi nhớ bên Nhật có cái ông tướng, ông vô ông sư huynh, ông sư huynh trong biết trong rừng được ai biết sư huynh, ông đi vô trong chùa á, ông gặp thiền sư, ông hỏi, ông nói tôi nói thiệt với ngài đó, thì chùa á, à, mấy anh thì chùa á, ăn là đi gạt người ta, nó dốc cái làm gì mà có, tôi không có tin kinh kinh Phật. Ừ. Làm gì mà có cõi trời, làm gì mà có địa ngục, thì ông thiền sư ông nói ngu như ông thì tôi nói làm gì mà ông hiểu, tôi cũng muốn giải thích cho ông nghe nha, nhưng mà cái mặt ngu như ông đó, là tôi giải thích ông cũng không hiểu được. Thì ông tướng quân đó, các vị phải biết hồi xưa đó, tướng quân là quyền sanh sát trong tay, một tay che trời, trên là vua là dưới là tới ông tướng quân. Ông nghe ông sư ông thiền sư mắng như vậy, cái mặt ông nó ngu như vậy mà tôi có giải thích ông cũng không hiểu đâu. Thì ông rút cái gươm ra liền, khi ông rút cái gươm ra đó thì ông thiền sư nó địa ngục nằm chỗ đó đó, địa ngục nó nằm ngay chỗ đó. Thì ông tướng quân cũng hiểu liền, ông đút cái thanh gươm vô đỡ vô, thì ông thiền sư ông thiên cõi trời đó, thiên đường nó nằm ngay chỗ đó đó, chỗ đó. Thì ở đây cái bản ngã cũng vậy đó, có nghĩa là thì hỏi bản ngã là gì thì tôi nói dễ lắm nha. Khi mà mình nghĩ nhiều về mình đó, cái chữ mình ở đây viết bằng mực đỏ nha, thì cái mình này nó chính là bản ngã đó. Đây là tôi, đây là của tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cha tôi, ông cố nội của tôi, ok, thì đó là bản, là bản ngã là đây đó. Chứ trong khi nếu mà đúng như tinh thần nhà Phật mình ấy, thì không có ông A bà B mà chỉ toàn đồ đồ ráp không, mà sắc thọ tưởng hành thức nó ráp lại, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mắt tai mũi lưỡi đó, mắt tai mũi lưỡi nó ghép lại, à, nó làm ác thì nó đọa, mà làm thiện thì nó siêu, chỉ vậy thôi nha, nó đồ ráp không thôi. Nhưng mà tại vì mình không biết đạo cho mình tưởng nó có cái cục gì đó mà nó là tôi, là của tôi, ok đó. Cho nên ở đây đó, cái chữ ở đây là phải dịch là không có ai mà thương ta bằng chính ta, dầu đó là cha mẹ vợ chồng con cái, họ chỉ thương ta một đời này thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ thương ta là vì từ cái cơ sở của họ, họ thương ta là từ cái góc nhìn của họ, họ nhìn ta là vật sở hữu của họ nha. Ừ. Chứ đừng có tưởng là mình là ông cố nội của người ta, không phải,
người ta thương mình tại vì người ta phải dựa trên nền tảng người ta nghĩ mình là con người ta mới thương. Bằng chứng mình thấy nó phũ phàng chỗ này nè. Tại sao mà người ta thường thương con cái hơn là cha mẹ? Là bởi vì con cái đó là vật sở hữu của mình, là tác phẩm, là công trình của mình, là production của mình tạo ra. Nó là hình bóng, nó là bóng dáng của cái ngã của mình. Trong khi đó, cha mẹ chỉ là chỗ mình từ đó đi ra, là cội nguồn của mình. Cái bóng dáng của mình trong cha mẹ không có nhiều bằng cái bóng mình thấy cái bóng dáng của mình trong con cái. Đó là lý do tại sao mình thương con cái hơn cha mẹ. Trời đất ơi, cái này phải chửi cái người này ngu thiệt. Trong ngôn ngữ phải dùng để diễn tả, nghe hiểu chưa? Trong ngôn ngữ phải dùng để diễn tả. Thí dụ như bây giờ ngay cả Đức Phật ngài vẫn nói rằng trong cái giáo pháp của Như Lai, hoặc là các tỷ kheo đệ tử của Như Lai, ngài vẫn dùng để ngài diễn tả, chứ ngài không hề nghĩ rằng đây là đệ tử của mình. Nhưng mà trong ngôn ngữ thì ngài phải dùng thôi, nghe hiểu không? Nhưng mà ngài biết rõ là cái của Như Lai hoặc là của ta ở đây đó là một cách nói thôi, chứ ngài biết ngài là đồ ráp, chỉ là ráp, là đồ lắp ráp thôi. Ngài biết chính mình cũng vậy, trong room này mình cũng dính, mỗi người học đạo đều biết biết mình là đồ lắp ráp. Nhưng mà sở dĩ mình có dùng cái chữ là chính mình, bản thân cái gì đó là dùng cái diễn tả thôi. Mà tôi tới bữa nay tôi cũng nghi ngờ cái nhân vật này, không biết là ai mà tại sao mà tiếng Việt thì không giỏi, mà Phật pháp thì không thông, mà vô duyên, mà không, cái này là chết duyên. Người ta vô duyên là chết duyên. Ok, tôi giảng luôn. Thì cái không có, mình không có ai mà khơi khơi mà họ thương mình ngầu một cách tự nhiên, vô cớ vô nghĩa, vô cớ vô duyên mà tự nhiên họ 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 thương mình hết. Họ phải dựa trên nền tảng của họ. Họ mình có liên quan gì đến lợi ích của họ, hoặc tối thiểu mình có liên quan gì đến cái tôi của họ đó, họ mới thương mình nha. Tôi nhớ hồi đó có một vị sư kể tôi nghe câu chuyện này, là vị này trước khi đi xuất gia đó có thương một cái cô gái, tôi đặt tên đó cô là Nguyễn Nhân A ha. Mà ông bố thì ông muốn cô, ông sư này đó là lấy cái cô Nguyễn Nhân B, Nguyễn Thị B, cái cô kia Nguyễn Thị A. Thì ông bố tìm đủ cách để cho cái người con trai mình nó lấy cái cô B, mà cái người con trai thì cứ thích cái cô A. Thì cuối cùng một buổi chiều đó, khi mà gần tới ngày cưới rồi, ngày xưa mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó, áo mặc không qua khỏi đầu hả? Thì vị này lúc gần ngày cưới, vị này mới nói thế này: con không hiểu tại sao mà phải bắt con lấy cái cô B. Thì ông già nói thế này: tao thương mày, tao thấy mày lấy con B đó thì nó mới cuộc đời mày mới khá, chứ con A là tao thấy không xong. Con gái mà coi như hút thuốc rồi, thời xưa mà thời Mỹ mới qua mà, rồi mang kiến mát, rồi mang mặc quần hippie, rồi giày dép, rồi chạy Honda, rồi ăn nói hỉ hả, cười đùa thoải mái không ý tứ, tao thấy không khác. Con nhỏ kia nó dốt, nó biết chữ xấu xí nhưng mà ít ra đó mình nói nó nghe. Thì cái người con mới nói thế này: dạ, lấy vợ về thì cái người mà con sẽ sống chung, cái người sẽ sống chung với cô đó chính là con chứ không phải là bố. Mà bây giờ bố lựa người theo cái ý của bố thì như vậy, mà bố nói là bố thương con thì như vậy là bố thương con là gì? Bố nghĩ tới bố chứ không phải là bố thương con là vì bố nghĩ tới con. Các bạn nghe kịp không? Con người mình hay có cái màn đó, mình áp đặt như vậy. Bố ông nói là, tôi nhắc lại, bố thương con là vì bố nghĩ tới bố chứ không phải là bố thương con là vì bố nghĩ tới con. Mình thương nhau mình có đúng là mình thương nhau là vì nhau, nghĩ cho nhau hay không? Giống như một cái chế độ mà nói là cho dân là vì dân, nhưng mà thật ra đó là có đúng như vậy không? Có phải là cái chế độ đầy tớ nhân dân không? Đúng không? Có phải là cho dân vì dân? Một cái anh chàng thủ tướng, một ông chủ tịch nước, một ông chủ tịch quốc hội, một tổng bí thư lên mà hoàn toàn dân không có một biết một cái gì hết. Cái chuyện mà ông nào đắc cử, ông nào thất cử là do ai sắp xếp chứ dân không biết, kêu đi bầu thì dân đi bầu. Nhưng mà thật ra cái thằng cha nào ngồi cái ghế nào đó, năm cái ghế quan trọng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nè, Chủ tịch nước nè, Tổng Bí thư nè, Thủ tướng nè, Chủ tịch Quốc hội nè, Chủ tịch Quốc Mặt trận Tổ quốc nè. Những cái ghế này người dân họ có bầu được không? Không. Nó dốc, nó đề tới nhân dân chứ không. Mấy cái tay mà tay này, mấy cái tay mà trung ương đảng đó là toàn là bầu bán lẫn nhau nha, phe đảng bên cánh, chứ người dân biết cái gì không, biết thân thế mà ông học hành tới đâu, cứ là ông nào dốt quá thì tặng cho mình một cái học vị, đó là trình độ lý luận chính trị cao cấp, đó là cái chữ mà họ dùng là thế cho cái chữ dốt đó. À, trình độ văn hóa là lý luận chính trị cao cấp, là nó cái chữ này nó đồng nghĩa với là dốt. Chủ nghĩa bên Âu Mỹ đó là một người muốn ngồi cái ghế tổng thống thủ tướng đó, là người dân họ biết rất là rõ trình độ rồi nhân thân của người này, rồi người này có những hoạt động, có những đóng góp gì trong quá khứ, và nay mai khi mà người này lên họ sẽ làm cái gì, mình thấy được thì mình bỏ phiếu, còn không được thì thôi. Còn đằng này á là họ lên là họ bầu lẫn nhau thôi, mình bỏ phiếu cho vui, xin lỗi mình bỏ phiếu giống như mình đi vệ sinh mình bỏ giấy vô đun thùng vậy thôi, chứ không có giá trị gì hết nha. Cho nên là cái đó không phải là một cái đất nước cho dân như vì dân. Ở đây cái gì, mình nói mình thương người này mình thương người kia, nhưng mà thật ra đó là mình thương mình trước. Đó là lý do tại sao trong bài kinh này mới có cái câu là không ai thương mình bằng mình, chính mình là vậy đó, tức là lúc nào cũng nghĩ tới mình trước. Ok, rồi tiếp theo là cái bài kinh Tế Đàn. Cho tôi xin bài kinh Tế Đàn, bài kinh Tế Đàn đi. Chữ Tế Đàn ở đây nó từ cái tiếng Phạn là dân nhé. Bài kinh này nó có một cái chuyện thế này, đó là thời thời đó nó có bốn cậu công tử, phải ghi cái này, bốn công tử tà hạnh, bốn công tử tà hạnh. Bốn công tử tà hạnh, biết tà hạnh là cái gì không? Tà hạnh là nói sao nhẹ nhàng chút, là đi lấy con gái người ta, lấy vợ người ta đó, xài của người ta như là xài đồ của mình. À, nói vậy đó. Trong tiếng Pali kêu là Paradarika Kamma nhé. Paradarika Kamma có nghĩa là xài cái đồ người ta như là xài cái phụ nữ người ta đó, như là của mình. Nhớ vậy đó. Paradarika Kamma là vậy đó, cái nghĩa này có nghĩa là xài đồ, xài người nữ người ta như là xài của mình. Vậy có nghĩa là quý vị hiểu rồi nha. Của người ta đó, chứ mình không có cưới hỏi gì hết mà mình xài như của mình vậy đó, như là vợ mình nha. Thì có nghĩa là cái nghiệp nó nặng lắm, trong kinh nó cái nghiệp nó nặng lắm. Nó nặng lắm là bởi vì sao? Là bởi vì mình có sự cố ý hưởng dục mà, có sự cố ý hưởng dục. Có những cái tội nếu mình nói dối thì mình nhiều khi mình cho ngẫu nhiên mình nói. Sát sanh ấy, con giết đập rùi đập mũi, nhiều khi mình ngẫu nhiên mình đập. Bực quá mình đập mình không để ý. Hoặc là ăn cắp, nhiều khi mình cũng lười tiện tay, mình thấy không có ai dòm dòm mình lụm bỏ túi tiêu như vậy nó cũng lỡ tay. Nhưng mà riêng cái giới tà dâm này không có cái vụ mà ngẫu nhiên rồi lỡ tay, là bởi vì nó cũng phải trải qua những cái sự, qua cái thời gian để mình toan tính, rồi mình đắn đo, mình do dự, rồi mình đầu tư chất xám tổ chức bối cảnh môi trường lung tung hết. Cho nên cái tội này nó tội rất là nặng, rất là nặng. Thì có bốn người công tử chết rồi đó, mới là khi sống mắc cái nghiệp đó đó, khi chết nó sanh vào địa ngục. Thì nó khổ ở chỗ gì này, chỗ này nó mà nói mà đúng cái chủng kinh đó, thì nó mệt ghê lắm nha. Tức là họ bị nấu trong cái chảo, nấu trong cái chảo mà chảo nó sôi từ cái đinh đinh mà mặt mặt chảo đó mà nó sôi, nó đưa họ xuống tới cái đáy địa ngục đó, xin lỗi, tới cái đáy chảo.
À, từ cái đáy chảo đó, từ cái mặt nước của cái chảo đó, biết nói vì hiểu không? Đây có ai từng nấu ăn thì biết. Từ cái mặt nước của cái nồi mình đang nấu và của cái chảo đó, đó đi xuống tới cái đáy nồi đó, họ phải mất tới 30.000 năm. Tinh xảo quá xa xa đấy. Rồi từ như cái đáy chảo mà nó sôi ục ục mà nó đưa lên tới cái miệng chảo mất 30.000 năm. Nó lâu như vậy rồi. Thì cái này nó kẻ hả mình, tôi không nói đó thì quý vị nó ổn, nó ông nói ông dịch chú giải cho mình học mà tại sao mà không nghe ông nói hết thì cũng kỳ, chứ còn đúng ra đó thì chỗ này tôi cũng không có mặn mà lắm, nhưng bởi vì nói ra nhiều người khó chịu thấy nó vậy, nó hơi mê tín kệ. Thì cứ là bốn cậu này đó, rồi người là chữ sát, rồi một người là chữ nát, người là chữ chữ xô, thì mỗi người chỉ nói được một chữ thôi. Cái câu có chữ sát, chữ sát đây đó là nó là chữ sát thì quá sát xa xa ní, ngụ ý có nghĩa là trời đất ơi cả 60.000 năm rồi, sắp thí là 60 mà xá xá đó là ngàn, mà sắp thí xá, quá xá 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 là 60.000 năm. Cái chữ xá cái ý ông muốn nói đó là 60.000 năm rồi tôi bị nấu ở trong đây mà không nổ vậy mà mới nói được cái chữ xá thì là bị nhúng. Trời đất ơi biết chừng nào nè, khi nào đó rồi xô hăng nu nói tôi kinh, tôi mà đi được rồi tôi sẽ làm các công đức, tôi không có mà làm chuyện tội lỗi nữa. Cậu mới vừa nói được cái chữ chữ xô đó thì ông đã là nhúng bị chìm vô nước đó lại. Rồi cái ông thứ ba đó là em nói chữ nát, ông cũng nói là nát thí anh tô của tôi anh tô không có biết bố thí. Không biết làm một cái chỗ dựa cho mình trong cái dòng sinh tử âm thanh đặc biệt đó. Bởi vì hôm nay chúng ta biết rằng trên thế giới này nó có những cái âm thanh, có những cái địa phương mà có những cái âm thanh mà cho tới bây giờ đó người ta vẫn không sao giải thích được, ví dụ như ở Mexico mà cái vùng biên giới mà gần cái Texas, Texas là một tiểu bang của Mỹ ấy, thì nó có giáp ranh với Mexico, thì ở đó đó nó có một cái vùng đất tôi quên tên rồi mà bao nhiêu năm nay đó là người dân cũng nghe một cái âm thanh rất là lạ mà người ta không tìm nó được cái gốc của nó. Rồi bên Nga cũng vậy, bên Nga nó có một cái hố ga tự nhiên mà nó bị cháy và người ta cứ nghe những cái tiếng gào khóc khủng khiếp từ những cái đáy hố ga đó nó vọng lên mà họ không có cách nào họ giải thích được đó là cái tiếng khóc từ đâu. Thì có những âm thanh lạ như vậy. Và năm 1940, năm 1997, 97 tức là cách đây 97 gần 200 năm. Thì Mỹ đó các cái chuyên gia hải dương học của Mỹ đó trong lúc mà nghiên cứu dưới biển Thái Bình Dương đó, họ tình cờ họ thu được một cái âm thanh rất là lạ mà họ khẳng định 100% đây là cái âm thanh của một loài động vật rất là lớn, rất là lớn, một âm thanh lớn đến mức mà không có một cái âm thanh nào nhân tạo mà ở dưới nước á, mà có thể vang xa như vậy. Và họ theo họ nhận định cái âm thanh này phải là của một cái loài mà tôi nhớ, tôi nhớ cái này tôi ngẫu nhiên nhớ thôi, ở trong tiếng Anh nó kêu là creature, một cái massive creature à, họ kêu vậy đó. Đó họ nói là có đó là âm thanh của một cái massive creature nào đó, massive mà không mà dĩ nhiên thì của một cái động vật nào đó to tướng kinh hoàng lắm chứ họ không có xác định là cái gì.
Thì ok, thì cung cấp cho mấy vị một hai cái thông tin cho vui vậy thôi nha, nó có thông tin cho vui. À, chứ còn phần quyết định sau cùng vẫn là bà con. Ok, thì ông vừa nghe những âm thanh ông thấy sợ quá đi, cái ông mới đem 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 sáng ra ông bàn thở với mấy ông thầy 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 thầy, thầy, thầy mò, mấy ông thầy mò của mình á, mấy ông thầy bói á, thì mấy cha mấy suối rồi bây giờ phải là cúng bái tùm lum hết để mà giống như là để mà tống ôn, để mà gỡ xui. Ấn Độ mà đã nói cúng thì chỉ có một cách phổ biến thôi, là chặt đầu mấy con dê mấy con bò, còn nếu mà mình mảnh nữa đó thì mình mua mấy cái đứa nô lệ, mà mấy đứa bé trai bé gái về để mình cắt cổ mình lấy máu đó để mình cúng thần, thì có cách đó là cách tốt nhất. Còn mà nếu mà mình vua thì mới được có quyền làm, như còn nếu mình là dân thì mình chỉ giết bò giết he giết bò giết dê giết cừu để mà mình làm lễ vật mình cúng cho thần linh, thần thích máu. Họ ngưỡng độ họ tin như vậy, mà cái này mình không có tưởng tượng là cái tên nào mà nó ngồi nó nghĩ ra cái vụ này, để mà nó cũng giống như là bên Tàu mà cái đà cái Nho giáo mà có những quan điểm mà mấy ngàn năm qua mà quân sử thần tử thần bất tử bất trung ấy, phụ sử tử vong tử bất vong mới hiếu, vua kêu bề tôi chết mà tôi không chết đó là bất bất, bất, bất trung, mà cha kêu con chết mà con chết là bất hiếu đó. Nó có những cái mà có những cái quan điểm học thuyết về tôn giáo và chính trị mà nó trời ơi như vậy đó, mà nó cứ tồn tại hoài mà người ta không dám sửa. Nó là tại sao? Là bởi vì đó người ta chỉ làm con người nó có một nửa thôi, là trên làm cái phần xác, phần xác thôi, chứ cái phần hồn họ không dám suy nghĩ, không dám. Họ có hầu hết nhân loại là toàn là cá thi thi không à, chim chậu cá lồng, tức là đẻ ra là cứ là quen người ta đóng cho vô cái khung nào là sống theo cái khung đó, chứ không có dám nhảy ra ngoài. Con người mình đó, thích khoe thích nổ, muốn ai thiên hạ coi mình là cái thằng trí thức, muốn thiên hạ nhìn mình là cái thằng bác sĩ thằng luật sư, nó lạ thế đó, khoái lắm. Nhiều khi dốt như bò chứ cũng ham có cái bằng treo treo nhà. Như Việt Nam mình đó là coi như là cái gì chứ, cái bằng tiến sĩ mình nhiều lắm, thặng dư á, mình là thặng dư, coi như bằng tiến sĩ mình đó là 1 tỷ luôn nha, nhiều lắm. Học thì không quan trọng, khoái cái bằng thôi. Thì phải nói không có gì thảm cái bằng, muốn người ta nhìn mình là người trí thức mà bản thân mình không có suy nghĩ độc lập. Tôi xin hỏi các vị có hiểu, vị có hiểu cái 4 chữ suy nghĩ độc lập không, tức là có cái chủ kiến á, tức là đúng sai mình phải suy nghĩ chứ. Đằng này không, cứ thiên hạ nói làm sao đó, đám đông nói làm sao thì mình nghe vậy, mà đám đông nói tầm bậy mình cũng nghe theo là sao. Mình đó thì là con cá con chim trong lòng trong chậu, mà cứ muốn người ta nhìn mình là trí thức, mà bản thân mình ấy học đạo đó thì cứ ông thầy nói làm sao đó là nghe vậy, mà không có gì nó thảm cho bằng cầm cuốn sách lên mà thấy thấy để chữ giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi, để là cuốn kinh, cầm cuốn sách lên mình thấy để thượng tọa thấy hòa thượng thấy để chữ cư sĩ Nguyễn Văn Tèo Lê Dân Tý rồi, đây là cuốn kinh. Còn có động trời không, tôi có động trời không, các vị tưởng tượng bây giờ tôi nè, cái người đang hầu chuyện cùng quý vị nè, hả, tôi viết một cuốn sách tôi bày các vị uống cái lá này lá kia tầm bậy tầm bạ, xong rồi rồi ở ngoài bìa sách tôi để chữ Lương Nghi Lê Văn Tèo, cái vị nghĩ làm sao, cái vị có dám không, cái vị có dám vừa thôi cuốn sách đó mà các vị uống tầm bậy tầm bạ có dám không? Mấy cái lá như lá mã đề lá má lá bà bá đậu mã đề bá đậu, các vị có dám uống hay không? À, chắc chắn là không rồi. Tự nhiên trong đó cái trang đầu tiên là tôi đã đề nghị các vị mỗi ngày lấy 200 gram lá mã đề, không phải mã đề mã tiền với lộn mã tiền mới phê, mã đề nó phê mà mã tiền phải ghi cho mấy bà con biết mã tiền đó, lấy 200 lá mã tiền đâm nát ra dắt nước uống, cái vị nghĩ có động trời không. Còn ai mà không thích mã tiền nó uống mà nó giật quá đó thì thôi chuyển qua uống bá đậu, lấy cái trái với cái lá bá đậu xay nát ra kiểu sinh tố đó, uống cái vị nghĩ là có chịu nổi không. Mà tại sao cái đó thì các vị không tin, là bởi vì các vị còn một chút con người ở trong đầu của mình, mà trong khi đó những cái tài liệu sách vở về chính trị về tôn giáo thì cắm cái đầu vô mà nghe không biết suy tư là sao, muốn người ta coi mình là cái thằng trí thức
mà trong khi về tôn giáo về chính trị thì mình để thiên hạ nó nắm nó dắt mình đi như vậy mà nghe được, tôi bỏ tay. Ok, cho nên là ông đi ông bàn như vậy đó, bàn cái mấy ông thầy mà thầy rùa đó, ông bàn tập bậy mà ông vua nghe theo mới vui. Vì sao? Là vì ông vua nào cũng vậy, một là sẽ chết, hai là sẽ mất quyền. Cho nên bằng mọi giá, bất cứ một cái phương án nào mà thấy khả thi thì củng cố chỗ ngồi của trẫm là trẫm bèn thực hiện ráo. Nghe thì bà Malika mới nói trời ơi trời, ông quá tệ, ông nghĩ cái chuyện gì vậy mà ông làm được, trước khi Đức Thế Tôn còn đó mình vô mình hỏi ý nghe cái hả? Phật tử có điểm, nếu mà Phật tử đúng nghĩa đó, tham đến đến tham vấn với chư tăng hay là với Đức Phật cũng chỉ để tìm hiểu, để làm coi một địa chỉ tham khảo, chứ nếu mà tinh thần Phật giáo nguyên thủy đúng mức thì không có chấp nhận cái chuyện mà hù dọa hoặc là dụ khỉ ai hết nha. Mình đến mình học hỏi, mình tham khảo, mình tham vấn nha, tham vấn mình dò ý. Thì khi vào gặp Đức Phật thì các vị biết rồi, Đức Phật đâu có thể nào mình đồng ý cái chuyện mà đi giết chóc tùm lum tà la. Ok, ngài mới nói thế này, ngài nói là ngài nói rõ rồi đó, đi giết như vậy đó thì bậc thánh không có chấp nhận được. Bậc thánh thì chỉ chấp nhận cái chuyện là sống nó có từ tâm. Cúng cái gì cúng mà không có giết chóc, không có làm hại ai hết á, thì các bậc thánh tán thán. Còn mình giết mà mình cúng bái mà mình đi mình giết chóc người này người kia vì lợi ích của mình đoạt mạng người khác thì cái đó ngồi nghĩ lại coi, gác chân lên trán suy nghĩ cái gì nó có chấp nhận được hay không. Đại khái về cái này đơn giản như vậy thôi, không có gì để bà con phải gọi là suy tư mệt mỏi như cái đầu. Ok, bây giờ bên đây đã là 6:30 rồi, tôi làm thêm bài nữa nghỉ luôn. Tức là bài kinh tiếp theo là bài kinh kinh gì quên à, quên, trong chú giải thì dài lắm mà tôi không có dịch hết. Là trong đây giải thích, giải thích những cái nghi thức cúng bái, cúng nghi thức này làm sao, cái cách cúng kia làm sao. Thì bây giờ thứ nhất tôi nói thiệt nha, dịch hết cái đống này cũng lòi con mắt, mà thêm nó hoàn toàn không giúp được gì cho bà con hết. Thì cái này là kiến thức bách khoa, ngày bữa thức của sáng ngày viết kiến thức bách khoa thôi. Tức là cái tại sao có cái cách cúng dê cúng ngựa, cách cúng làm sao cắt đầu mổ bụng lấy máu tô thoa bôi trét lên làm sao vân 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 vân. Thì cái này xuyên thì đọc thêm, chứ còn tôi không có xuyên cái này, đọc tới lạnh sống quá mà ngày lạ lắm, có nhiều chỗ mình cần thì lại cần ngày quăng cho mình nó có chừng 3 chữ rồi. Còn có một chỗ thì coi như là ngày giống như ngày quẩn, với ngày quẩn hay sao đó, trời ơi mình viết ông ơi nó truyền như khói lửa, nó tràn gan đại hải. Còn có chỗ mình cần thiệt là cần ngày quăng cho mình 3 cục thôi. Còn có bữa ngày nghỉ ngày chắc bữa bị bệnh nên sao đó, ngày khỏi chú thích luôn, rõ ràng đó. Ai mà đọc chú giải Bali mới thấy chỗ này có những cái chỗ nó cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết. Ví dụ như cái chỗ hồi nãy cái chỗ mà phát ra bút khá là hiền diện đó. Nghe nói rất là mơ hồ mà tôi phải đi dò tới 800 cái tài liệu nó mới lòi ra cái đó cho quý vị, để hầu cùng quý vị cửa đạo. Mà trong khi đó những cái chỗ mà như chỗ này mắc cái chứng gì mà cái gì đâu mà giải thích cho tôi, móc mắt mổ bụng chà giấy nhám rồi cái gì tùm lum, cách cúng có gì cái gì, nghe nói cho thiệt là rõ. Hôm nay thì mình nói có vị cộng nằm dùng hôm nay chứ thiệt những cái tôi cũng thấy nghi quá rồi. Ok, bây giờ tiếp theo là cái bài kinh chia tay. Bài kinh Triền Vượt rồi. Rồi bài kinh này cũng ngon lành luôn, không có gì hết. Tức là chư tăng đi, đi bác thấy cái gì ngộ ngộ về kể với Đức Phật. Tại sao? Vì nó bất bình thường, để làm phản ứng tâm lý. Đi tu không cha không mẹ, chỉ có một mình sư phụ thôi, thì có cái gì ngộ ngộ về kể sư phụ nghe. Đó là chuyện thứ nhất. Lý do thứ hai, đối với một sư phụ như Đức Phật, bất cứ một cái chuyện gì mà ngài nghe được rồi thì thế nào ngài cũng cho mình một cái đề tài, một cái bài giảng cực kỳ quan trọng và cần thiết cho đời tu của mình nha. Và bà con trong rừng là bạn nhớ giùm mình, hôm nay mình có internet, mình hôm nay mình có kinh sách nha, thì không có nói chứ thời Đức Phật ấy, các vị biết mà, đâu có internet, đâu có sách in. Cho nên bao nhiêu cái kiến thức, bao nhiêu cái điều mình cần học là chỉ trông cậy 100% vào sư phụ thôi.
Sư phụ nói nhiều thì mình học nhiều, và sư phụ nói ít học ít, mà sư phụ không nói thì mình miễn học luôn nha. Tôi còn nhớ ngày xưa lúc mà hòa thượng siêu việt còn 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 đại tiền đó, còn còn lúc sinh thời đó, thì nhiều năm về trước, cách đây chắc cũng phải là ít nhất đó, là phải là 30 năm về trước, lúc này còn ở trong chùa Nam Tông này kể. Ngày nói mấy sư bây giờ học mà có kinh in kinh sách mà cầm tay như vậy là thuộc về đại phước ma phước nha. Chứ ngài nói cái thời của ngài đó là học một cái bài kinh tụng mỗi ngày đó, làm gì có sách, làm sư phụ á ông cho mình chép chép, thí dụ như là sáu ông tám ông sư nhỏ vậy đó, chép mỗi ông chép một đoạn kinh, tự mình chép tay nha. À, chép tay rồi cái ra ngoài hè học học thuộc, rồi cái vô trả bài thí thủ, rồi ông cho mình chép một đoạn nữa. À, nó khổ vậy đó. Thời ngày siêu việt, tới ngày siêu việt là một nhân vật mà cũng rất là gần với chúng ta hôm nay, ngày tịch rồi nhưng mà cũng là một nhân vật cũng là sát bên mình mà làm như vậy thôi. Hồi xưa không có sách, hôm nay mình về Miến Điện thấy mấy sư nhỏ mà học kinh đó là toàn là sách photo không à, tại vì 40 năm mà đỉnh cao trí tuệ của họ đó, từ năm 1962 cho đến năm năm 2012 đó, suốt 50 năm này đó là ở Miến Điện nó sống mỏi rợ lắm, tức là về mặt vật chất nó sống rất là nghèo đói, mà nó nghèo đói đến mức là tận cùng đó. Tội nghiệp lắm. Bởi mấy cái xứ mà đỉnh cao trí tuệ là như vậy, mặc dù Miến Điện thì nó không phải là cộng sản 100%, nhưng mà nó cũng thuộc về dòng họ đó, nó cũng được anh em chú bác nào đó, thứ mà độc tài đảng trị, người cứ ăn rồi khen nhau thôi, đỉnh cao trí tuệ. Thì coi như là chưa đăng đi bác về mà thấy 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 cái chuyện mà trên đường có một số người tù á, à, bị trói, họ cái vị về nó thưa với Đức Phật, nó sáng nay tụi con đi bác thấy như vậy đó, thấy con số người tù trói thì tội nghiệp quá, thấy ghê quá, thì kinh hoàng quá. Thì Đức Phật ngày dạy thế này, ngày nhân cái đó ngày nói thế này: tất cả những xiềng xích trong cái cõi nhân gian này, thấy nó vậy đó, thấy nó cay đắng như vậy đó, à, nó cay đắng như vậy đó, nhưng mà đó nó trói người ta không có ghê bằng những cái sợi dây ngọt ngào. Vì sao? Là vì những cái xiềng xích gông cùm nó chỉ xiềng người ta được có một đời thôi, chứ nó không có xiềng người ta vô số kiếp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái xiềng xích, những gông cùm này là phải do người khác họ đẻ lên người của mình, chứ không ai mà tự nguyện mà xiềng xích chính mình hết. Đó là hai cái. Và cái thứ ba là những xiềng xích này nè, muốn tháo ra thì nó rất là dễ, chỉ cần cái người nào mà họ có quyền lực trong ta thì họ có thể tháo bỏ giùm mình rất là dễ nha. Nhưng mà cái sự xiềng xích của phiền não đó trong tâm của mỗi người á, thì cái xiềng xích này nè là không cách gì trừ ra là tu tập để thành thánh nhân, giải thoát phiền não nha. Chứ còn phải nếu mà chưa phải là thánh nhân thì chỉ có chết. Vì sao? Là vì phiền não nó chính là cái bóng của chúng ta, nhớ chỗ này. Đối với phàm phu ấy, phiền não nó chính là cái bóng của mình. Mà có ai trên đời này lại có thể nhảy ra được cái bóng của mình? Cái vị nghe kịp không? Chắc là nói gì không hiểu rồi. Đối với kẻ phàm phu, phiền não nó chính là cái bóng của mình, làm sao mình nhảy ra được đây? Nó chính là cái bóng đen nó trùm phủ lên đời của mình. Cái chuyện quan trọng nhất, cái thảy trong đời của mình, nó chính là làm sao mà mình lìa bỏ cái phiền não. Mà chỗ này tôi muốn gửi gắm cái việc một chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là phải thấy được cái sự có mặt của mình trên đời này nó là một gánh nặng, phải thấy được cái phiền não trong lòng mình nó là một cái nỗi khổ niềm đau, thì mình mới có hy vọng mình lìa bỏ nó. Còn ngày nào mà mình còn thấy cái sự có mặt của mình trên đời này nó có một chút gì đó dễ thương, nó còn một chút gì đó nó ngọt ngào, thì không cách nào mình lìa bỏ được nó. Phải nhớ cái đó quan trọng lắm. Phải nhớ cái đó quan trọng. Mình nói mình tu Phật, mình nói mình cầu giải thoát, mình cầu niết bàn, mà thật ra mình đâu có sợ sinh tử. Mình sợ sinh tử là mình sợ cái vị đắng của nó, chứ cái vị ngọt của nó mình đâu có sợ. Mình chỉ là những đứa bé thôi, thưa quý vị, mình chỉ là những đứa bé. Tôi còn nhớ nhà quê, mỗi lần mà nước nước ngập đó, người lớn lo muốn chết, chứ nít nó rất là thích. Là vì sao? Là vì cái mà nó biết về lũ lụt đó, hoàn toàn không giống như cái biết của người lớn.
Nó chỉ biết là những lần lũ lụt như vậy đó thì cá tôm nó vô tới nhà cho mình bắt. Những lần như vậy mình được lội nước bì bõm rất là vui và không bị cấm đoán. Là vì sao? Vì nước ngập khắp nơi mà, đâu ai cấm mình. Người lớn đi đâu cũng phải dắt mình theo mà mình được lội nước bủng bủng rất là vui nha. Trong khi người lớn thì rầu muốn chết, nó ngập như vậy nó hư đồ nè, rồi bị cúp điện nè, rồi không có đi làm lụng được, rồi tiền bạc ở đâu, rồi nấu nướng như thế nào. À, rồi lỡ trong nhà có cái chuyện gì mà cần phải di chuyển như là cấp cứu hay là bệnh hoạn phải làm sao, mà cứ ngồi không mà ăn thì núi cũng lỡ, mà chờ núi nó rút thì tiền đâu còn sống đó. Mà con nít nó không biết, nó chỉ thấy là lúc đó được lội nước là nó vui rồi. Đây ở đây cũng vậy đó, phàm phu mình sợ sanh tử là mình chỉ sợ có cái khổ cay đắng của nó, chứ mình đâu có sợ cái sự ngọt ngào của nó. Mà thật ra đó, chính cái ngọt ngào của dòng luân hồi đó nó mới là cái tạo ra những cay đắng cho dòng luân hồi. Nó động trời cho nó, tất cả những cái ngọt ngào của thế gian nó chính là cái con đường dẫn tới cái cay đắng. Mà mình thì mình chỉ sợ cay đắng mà mình không có sợ cái ngọt ngào, mà cái ngọt ngào nó là mẹ ruột của cái ông cay đắng. Trời đất ơi, cứ bị tưởng tượng có cái sung sướng nào cho bằng đi nhảy đầm uống rượu đánh bài quán bar trà đình tửu điếm, có cái sung sướng nào cho bằng ngồi trong rừng mặc áo áo ngự hàng ấm áp, có rượu có thuốc lá có bạn có bè, rồi ngồi ngắm thú rừng con nai con heo con mển con treo đi dưới rồi bắn. Có cái sung sướng nào cho bằng đi cano đi xuồng nhôm ra những cái vịnh những cái phá mà ngồi câu cá theo cái gương của tảng đá Nguyễn Tân ngày xưa, vừa ăn vừa nhậu vừa câu cá làm thơ nghe nhạc. Có cái sung sướng nào cho bằng. Rồi mai mốt mà tới hồi nó trổ quả ra mới lòi con mắt ra mà trả. Còn bây giờ đã quá mà quá sẽ đã luôn, không có kể gì tới người ta. Mà trong khi mình còn mình nghĩ có hạnh phúc nào trên đời này mà nó không có tội lỗi luôn, không có rồi đó. Chỉ có hạnh phúc của cái người tu thôi, chứ còn mà trừ cái chữ tu ra đó thì bất cứ một cái hạnh phúc nào trên đời này nó đều gắn liền với tội lỗi. Kể cả cái hạnh phúc mà ngoài đời họ thấy nó là đẹp nhất, sạch sẽ nhất, đó là cái mái ấm gia đình, buổi cơm tối mỗi đêm gia đình đoàn tụ vui vẻ với ánh đèn nghe. Mình tưởng đó là hạnh phúc, mình thật ra đó, trong kinh đó, nói rằng đó, cái hạnh phúc đó đúng nó là hạnh phúc, nhưng mà nó không, nó chính là cái nguồn dẫn đến tận đến sanh tử đó. Tôi biết đông đông nhiều người rất là sốc khi tôi nói cái này, tức là cái mái ấm gia đình mà sự đoàn tụ của tiếng cười của trẻ thơ trong nhà đó, nói từ thế gian nó là cái gì đó rất là hay rất là đẹp đúng không, thuận vợ thuận chồng rồi đó, tắt bữa đông cũng cạn, mình tưởng mới đó là hay đúng. Nó theo thế gian nó là hay, nhưng nó theo đạo đó là chính là những sự xiềng xích nó ràng buộc mình vào với thế gian. Cho nên khi mà Bồ Tát Tất Đạt ngồi trong ngự quyển mà nghe người ta báo là công nương Gia Du Đà La mà sanh ra được một hoàng hoàng nam đó, thì ngài mới nói là rau lô thêm một sợi dây trói buộc nữa, rồi thêm một sợi dây trói buộc. Bởi vì làm thì làm, chúng ta phải nhìn nhận cứ có thêm một người để mình thương, cứ có thêm một món đồ để mình thích là mình có thêm một sợi dây trói buộc nha. Hôm nay hiện giờ tôi đang nói chuyện các vị tại Thụy Sĩ, 2 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời đây, tôi đi về Đức. Đức tại nó sát biên giới này. Mà tại sao tôi nói cái đó? Tại vì bên tôi đang làm nóc nhà, sửa cái nóc lại, mà bây giờ nó là coi như nó ngổn ngang, nó hoang tàn như một cái ngôi nhà sau một trận pháo kích. Mà trong khi đó là vì mình nó chỉ mình, không phải là tôi mà người ta Phật tử, cái chỗ chỗ của họ, nếu mà họ để nguyên được sửa gì hết thì nó ok quá, mà chính vì họ muốn cho nó đàng hoàng. Bây giờ tôi nhìn tôi lặng sống một lát về mà dọn nó cho mình chết. Chỉ thêm một chút niềm vui đó là ở được cái chỗ mới là mình phải trả một giá đắt như vậy, mà chỉ là công việc có mấy ngày thôi. Nói chi là cái chuyện mà muốn có được một đám con ngoan, muốn có được mái ấm gia đình thì cái giá mình trả nó kinh hoàng cả nào quý vị. Tôi nhớ có một cô Phật tử ở Việt Nam, cô nói với tôi như thế này, cô nói con sợ nhất là cái chữ mà dâu thảo vợ hiền, sư biết không, để mua được 4 chữ này nó tan nát cuộc đời con, sư biết không, con không còn cái gì hết, chỉ được 4 chữ dâu thảo và vợ hiền thôi, đời con coi như thả trôi sông. Tệ hơn là khóm lục bình nữa. Lục bình nó còn biết tăng
thanh gió mát, nó còn biết những buổi chiều mưa, nó còn biết những buổi chiều nắng, nó còn biết những buổi bình minh. Còn con thì cứ vùi đầu trong bếp, vùi đầu nấu cắm heo, vùi đầu để mà lo cho đám em chồng cháu chồng, từ dây bên gia đình chồng, nguyên cái gian sơn tự nhiên đẻ ra 18 tuổi cái nó gác về làm mọi, làm ô xin, làm người công một tháng còn trả công, còn mình thì không, mà làm trật thì bị chúng chửi. Cho nên chỉ riêng cái hai cái chữ dâu thảo vợ hiền chỉ được chừng đó, bốn chữ này đời con tan nát. Đó. Cho nên Đức Phật ngài đã dạy rằng không có một cái xiềng xích nào trên đời này nó ghê gớm cho bằng những thứ mình thương mình thích. Vì mình mê một cái gì đó mà đời mình có như bị gắn, bị cột vào trong đó, tháo ra không nổi, lạnh không sống, ngồi nghỉ lạnh không sống. Phải nói thêm một, cứ nhớ một cái câu thần chú thế này: thêm một người thương, thêm một cái vật để mình thích, là mình thêm một sợi dây xiềng xích, thêm một nhà tù để mình đút cái đầu của mình vô trong đó, cứ nhớ. Cho nên trong tu ngân ngày Đức Phật ngày dạy là đừng tìm chi cái thương, mà cũng đừng tìm chi cái ghét. Cái chữ tìm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đừng có nhìn về cuộc đời này bằng cái sự kiếm tìm đó, kiếm tìm cái để gì đó để mình thích. Còn đừng tìm cái ghét, có nghĩa là đừng nhìn cuộc đời này bằng một cái nhìn soi mói để rồi bực dọc. Bởi vì á, hãy có cái thương mà phải xa là khổ, mà có cái gần mà ghét mà phải gần là khổ. Hãy còn có cái thương cái thích thì nó chắc chắn nó phải còn có cái ghét và cái sợ. Hai cái này nó không thể nào mà nó lìa nhau được hết, nhớ nha, không thể nào nó lìa nhau được hết. Hạ thương thích ở đâu thì cái ghét sợ nó chạy theo đó, nhớ nha. Cho nên bây giờ tôi tưởng tượng cái cảnh mà đi biết nhiều đêm tôi ngồi tôi đọc báo, tôi ngó đồng hồ tôi chết rồi, ngày mai giảng mà bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, 2 giờ sáng chỉ nghĩ đến chuyện sáng mai giảng thôi, mà bây giờ 2 giờ sáng mà tôi đi 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi tôi phải dậy. À, tôi đi rửa mặt sơ sơ rồi tôi làm miếng cà phê xong rồi tôi mở máy, cái máy này để tôi mở vào rằm tháng giêng, nó rằm tháng 8 nó mới lên. Cho nên nó là cái 4 giờ rưỡi tôi về tôi mở máy rồi. Chỉ nghĩ đến một chuyện, không có nuôi vợ nuôi con, không có đạp xích lô, không có bán vé số, không có nhóm chợ phiên, không có gồng gánh, không có khuân giá, không có gì hết, chỉ vô giảng cho bà con không đó, mà chỉ liếc cái đồng hồ mà thấy coi như là 2 giờ mà mình chưa ngủ là mình thấy quải rồi nha. Thì tôi ngồi tôi nghĩ trời đất ơi, cái này mà bây giờ bị tưởng tượng mà vợ chồng con cái rồi nhà cửa hàng quá, tôi nhìn tôi nó nổi da gà nó kỳ biết không. Cho nên cái bài kinh này đến Đức Phật mới dạy rằng cái xiềng xích nó có 2 thứ, một thứ xiềng ngoại thân và một thứ nó xiềng nội tâm, một thứ nó chỉ xiềng đời này và một thứ nó xiềng đời sau và kiếp khác. Ráng mà sống mà nghĩ có cái gì thật sự nó là xiềng mình, hôm nay mình có bị xiềng bởi cái gì hay không, và bây giờ tôi sắp sửa tháo cái xiềng ra. Đó là buổi giảng đã đến lúc kết thúc, xin hẹn các vị vào ngày thứ 3. Xin chào chư Tôn Đức.